Bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh lại. Chúng ta sẽ đôi lúc ta có thể ngồi đi cà phê hàng thuê, chúng ta ngồi nhấp nháp cà phê và nhớ về những cái gì đó. Có thể nhớ về những chuyện vui, vui là vui. Nhớ những chuyện buồn. Và giờ chúng ta sẽ cùng đến với Khi Ta Nhớ của DNQ. Yeah. Come on, where you go? Yeah. Bạn chỉ nhìn xuống đất và tay bạn hơi quơ nhẹ ở phần này, cho nên phần diễn xuất thì mình đánh giá không cao lắm. Tuy nhiên chúc bạn sẽ cố gắng trong phần rap của mình sau này. Ok. Yeah. Yeah. Okay.